cho thấy mặt nàng hỏi han đạo nhân phục chưa tĩnh đàn xuất thần giây phút chưa tàn nén hương trở về minh bạch nói tường mặt nàng chẳng thấy việc nàng đã tra người này nặng kiếp oan gia còn nhiều nợ lắm sao đà thắng cho mệnh cung đang mắc nạn to một năm nữa mới thăm dò được tin hai bên giáp mặt chiến chiến muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay điều đâu nói lạ đường này sự nàng đã thề lời thầy dám tin chẳng qua đồng cốt quảng xiên người đâu mà lại thấy trên cõi trần tiếc qua những ngậm ngùi xuân thân này dễ lại mấy lần gặp tiên nước trôi hoa rụng đã yên hay đâu địa ngục ở miền nhân gian tuyệt ưng đã đắp mưu gian vực nàng đưa xuống để ăn dưới thuyền cuồng cao leo thang cánh xuyên dè chừng huyền tích băng miền vượt sang dã đỏ lên trước sánh đường quyền ứng hai đứa nộp nàng dâng công vực nàng tạm xuống môn phòng hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai hoàng lương chợt tịnh hồn mai cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây bàng hoàng giờ tình giờ say dành đường mang tiếng đòi ngay lên hầu à hoàn trên dưới dục màu hãy hùng nàng mới theo sau một người ngước trong tòa rộng dãy dài thiên quan chúng tề có bài treo trên ban ngày sắp thắp hai bên giữa giường thất bào ngồi trên một ba gặn gùng ngọn hỏi ngành cha sự mình nàng đã lựa mà gửi thưa bất tình nổi trận mấy mưa mắng rằng những giống bơ thờ quen thân con này chẳng phải thiện nhân chẳng phường trơn chúa thì quân lộn trong ra tuồng mèo mã gà đồng ra tuồng lũng